Góc nhìn tiểu phấn hồng Trung Quốc làm loạn tại Anh. Tác giả Thiên Bảo. Hôm nay để quý độc giả hiểu hơn về góc nhìn của tác giả Thiên Bảo, chúng ta cần quay trở lại bối cảnh của câu chuyện. Về góc nhìn chân thật khách quan của câu chuyện chính là điểm xuất phát khiến cho dẫn đến tình huống những người Trung Quốc kia gây sự với nghệ sĩ Brandon và gây náo loạn nhà ga nước Anh. Có một khán giả đã bình luận trên kênh Tinh Hoa TV như sau. Không biết đội ngũ kênh Tinh Hoa TV có xem clip khúc đầu chưa? Khúc đầu họ còn chơi piano cùng và nhún nhảy với ông rất vui vẻ nữa đó. Xem để phân tích hết tình huống luôn nha, chứ không phải ngay từ đầu vô tình mà quay trúng đám người này không đâu. Thấy tụi Pinky này trở mặt ghê lắm. Quả thật đúng là như bạn độc giả này đã nói, đúng là vẫn có một diễn biến nhỏ trước khi những người Trung Quốc kia quay ngoắt 180 độ trở mặt với ông nghệ sĩ Brandon. Vậy thì rốt cuộc tình tiết câu chuyện này như thế nào? Có thể nói, bản thân tác giả đã theo dõi sự kiện này ngay từ đầu, nếu không nói là khi còn rất sớm. Do đó, tác giả nắm khá rõ bối cảnh của toàn thể câu chuyện. Bởi vì trên kênh của Brandon có đến 2 video cùng lúc về sự kiện này. Một video là phát live và một video là dạng đăng tải thông thường. Chúng dường như là được quay ở thời điểm sát nhau. Đầu tiên, ngay vào lúc nghệ sĩ Brandon đang hứng thú chơi piano, thì có một nhóm người Trung Quốc đang cầm cờ đỏ, quàng khăn đỏ đi tới. Ban đầu Brandon tưởng họ là người Nhật, ông ta chào đón họ, cùng họ đánh đàn và nhảy nhót, mọi việc diễn ra rất vui vẻ. Nhưng sau đó thì mọi người cũng biết rồi, đó là video khi Lưu Mộng Dĩnh bỗng dưng đến và nói: "Ồ, có chúng tôi trong video của ông không?" Nếu các bạn độc giả chỉ quen xem theo cách đưa tin của các kênh nội dung thông thường thì sẽ không thực sự hiểu logic của toàn bộ câu chuyện này cho lắm. Vì nói cho cùng thì tình huống cũng khá là kỳ quái. Video này sẽ giúp mọi người hiểu hơn về tình huống và diễn biến tâm lý của nhóm người Trung Quốc kia. Tại sao thái độ của họ lại có thể nhanh chóng đảo chiều đến thế? Tình huống chân thật chính là ngay lúc nghệ sĩ Brandon đang chơi piano thì nhóm người kia đến và thực tình là họ rất vui vẻ để hòa cùng, nhảy múa với Brandon. Tuy nhiên, đến một lúc sau thì có lẽ họ mới phát hiện ra là Brandon đã quay video những gì vừa xảy ra và đương nhiên đây là điều ngoài mong đợi của họ. Và dường như có sự thảo luận trước đó, Lưu Mộng Dĩnh liền đại diện nhóm tiến đến yêu cầu ông ta dừng quay video và xóa video đó đi. Chi tiết chính gây tranh cãi ở đây chính là yêu cầu xóa video đó đi. Nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính, bởi vì video trước là quay gián tiếp, đó là video đằng sau. Đến lúc Lưu Mộng Dĩnh tiến lại yêu cầu xóa video, thì ông Brandon lại bật video livestream. Tức là toàn bộ sự việc lập tức được phát sóng miễn phí cho toàn thế giới xem. Và các bạn cũng biết sự việc sau đó thế nào rồi. Đương nhiên là ông nghệ sĩ kia không đồng ý xóa, và kết cục là dẫn đến sự cố nảy lửa mà chúng ta đã biết. Cùng nhóm người, cùng bối cảnh, sự tương phản giữa nhân tính và đảng tính. Chủ đề hôm nay tôi muốn bàn đến với mọi người là sự đối lập giữa đảng tính và nhân tính. Khi nhóm người Trung Quốc kia ăn mặc đẹp đẽ và bước ra từ phía trong nhà ga, họ bắt gặp ngay nghệ sĩ Brandon đang chơi đàn. Thế là liền lập tức lại gần, nhảy nhót cùng tiếng đàn của ông. Đó chính là nhân tính thông thường. Bất kỳ ai, kể cả tôi, khi nghe thấy tiếng đàn của Brandon thì cũng lập tức muốn đứng lại nghe hay hòa theo tiếng nhạc sôi động của nghệ sĩ tài ba này. Brandon có rất nhiều video trong kênh YouTube của mình. Những video này nói lên rằng điều này là hiển nhiên. Tuy nhiên, khi phát hiện ra hình ảnh của mình nằm trong video của Brandon, điều này dường như phá vỡ kế hoạch trước đó của nhóm người Trung Quốc kia. Họ liền lập tức kích hoạt chế độ tấn công, xem Brandon là kẻ thù đang chặn đường của mình. Vì sao lại như vậy? Nhìn vào video đoạn này, mọi người có thể thấy lúc Brandon đang chơi đàn thì nhóm người Trung Quốc kia đang hội ý với nhau điều gì đó. Sau đó, Lưu Mộng Dĩnh mới tiến đến và dùng lời lẽ viện dẫn luật pháp để thuyết phục Brandon hãy xóa video. Sau một lúc, người đầu tiên là Newton Len, cậu thanh niên này có vẻ là đã sốt ruột đến mất kiên nhẫn, liền tiến đến gần Brandon để trợ sức thuyết phục.
Kế đến là cô gái tên Adela Zhang, dường như cũng đã hết kiên nhẫn nên đã đến hỗ trợ Lưu Mộng Dĩnh giải quyết vấn đề. Khi cảm thấy không thể thuyết phục Brandon bằng lời lẽ của các cô gái người Anh quốc mang ngoại hình Trung Quốc này, Newton Lang liền lớn tiếng quát nghệ sĩ Brandon. Why you're touching her? Stop touching her! Don't touch her, please. Do not touch her, please. You are not the same age. Ngay chi tiết này, mọi người nếu quan sát kỹ sẽ nhận ra những cô gái kia hoàn toàn không có biểu hiện về sắc mặt. Khuôn mặt bất biến của hai cô gái nói cho chúng ta hai điều. Thứ nhất, họ hoàn toàn không có biểu hiện bất ngờ và ý định tìm cách hạ nhiệt căng thẳng. Thứ hai, họ đã hoàn toàn có kinh nghiệm phối hợp tác chiến và đồng thuận xem Brandon là kẻ thù trong bối cảnh cục bộ này. Và chúng ta hãy xem ở đây, lúc này nghệ sĩ Brandon bắt tay vui vẻ với cô gái Adela Zhang. Newton Lang vẫn đang đứng đấy và anh ta đâu có la lên là đừng chạm vào cô ấy, ông không cùng thế hệ. Thế mà chỉ sau vài phút, anh ta lại quát vào mặt ông Brandon như vậy. Quá rõ rồi phải không các bạn? Mấy phút trước họ vẫn còn là như bạn bè, mà bây giờ đã trở thành người hai chiến tuyến. Sự việc trước đó họ cùng nhảy múa thì dễ hiểu rồi. Đó là biểu hiện thông thường của nhân tính. Chúng ta không có gì bàn cãi ở đây. Nhưng sự việc họ có thể quay ngoắt 180 độ lại còn phối hợp với nhau ăn ý như vậy thì đó chính là sự lợi hại của đạn tính. Chính là trong chớp mắt, cả một tập thể con người có thể đồng thời quay ngoắt lại đấu tố một cá nhân nào đó. Việc này đã có rất nhiều ví dụ. Tôi chỉ không rõ là sự việc đang tiến triển theo chiều hướng xấu cho nhóm người Trung Quốc kia như thế nào. Liệu sắp tới sẽ có một nhóm người quay ngoắt lại đổ lỗi cho Newton Lang, phê bình anh ta là kẻ đã nóng vội, thô lỗ, khiến cho sự việc vượt mất kiểm soát và đi vào bế tắc hay không? Bởi vì như tôi đã đề cập trong video trước đó, việc Newton Lang quát mắng Brandon là một động thái để cấp trên ghi nhận nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của anh ta. Sự việc càng ồn ào thì sẽ càng khiến cho anh ta có cơ hội thăng tiến cao hơn, bởi vì nó kích động lòng tự tôn và tinh thần dân tộc cực đoan của người dân trong nước, đồng nghĩa là anh ta sẽ đạt được tán đồng về chính trị. Tuy nhiên, hiện nay chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực xoa dịu căng thẳng và xây dựng hình ảnh với phương Tây nhằm mở rộng mậu dịch đang phải vật lộn với các lệnh cấm từ Mỹ và tháo chạy của doanh nghiệp phương Tây. Do đó, sự việc lần này của Newton Lang có thể là một đòn đánh ngược lại vào chính anh ta, và người quay lại cắn anh ta một phát rất có thể là những cô gái đã từng phối hợp với anh ấy tấn công nghệ sĩ Brandon. Vì theo tôi được biết, Trung Quốc có câu nói, ra ngoài là đảng tính, về nhà là nhân tính. Ý tứ là, con người ta khi đi ra đường thì đeo một chiếc mặt nạ, luôn tôn vinh đảng và lãnh đạo. Ai đối lập với đảng thì chính là kẻ thù. Bất kỳ ai cũng có một logic sống như vậy để bảo vệ sự an toàn và sự nghiệp cho bản thân mình. Nhưng khi về nhà với vợ con thì gia đình chính là điểm tựa cuối cùng của họ. Đó là chỗ thể hiện ra nhân tính. Đúng là đảng tính có thể giúp họ đạt được một chút lợi ích về chính trị. Nhưng cái đảng tính này quá thực là quá đáng sợ. Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ sợ nhất là không thể kiểm soát được tư duy của người dân. Nó đã tìm mọi cách để tẩy não con người ta, khiến cho con cái cũng sẵn sàng đấu tố cha mẹ của mình. Đến một mức độ nào đó, các thành viên trong gia đình đều sẵn sàng trở mặt với nhau. Một khi gia đình cũng chính là thành lũy cuối cùng của bản thân họ sụp đổ, thì con người ta việc gì cũng dám làm, họ đối xử với nhau rất tàn ác. Tôi đã từng xem rất nhiều video ở Trung Quốc đại lục, vợ chồng đối xử với nhau rất tàn nhẫn. Có người chồng còn dùng cá dao chặt đứt chân của vợ mình. Có nhiều video mà người này dùng xe hơi cán qua vợ hoặc chồng của mình, sau đó nhìn lại xem người kia đã chết hay chưa. Sau đó còn lùi xe lại cán thêm vài lần nữa để đảm bảo rằng người kia phải thật sự chết. Ở Trung Quốc bây giờ, giữa người với người quá thật là đáng sợ như vậy. Ai ai cũng mang cho mình một cái mặt nạ, rất ít người dám biểu hiện ra con người thật của mình.